màn hình có thể kéo dài gã khổng lồ smartphone Hàn Quốc Samsung được cho là đang phát triển mẫu điện thoại di động màn hình có thể kéo dài theo một bằng sáng chế mới của Samsung thiết bị có thể là một smartphone với màn hình có thể kéo dài thêm vài inch bản phát thảo bằng sáng chế cho thấy điện thoại Samsung có viền hai cạnh trái và phải khá hẹp nhưng phần cạnh dưới lại có kích thước khá lớn mẫu smartphone này ở hai trạng thái mở và đóng ở trạng thái đóng nó sẽ trông giống như một chiếc điện thoại thông minh truyền thống khi mở màn hình của smartphone được kéo dài thêm Do mặt sau có thể dịch chuyển, người dùng dễ dàng thao tác tăng hay giảm kích thước màn hình smartphone. Samsung đã nộp bằng sáng chế này lên văn phòng bằng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ hồi tháng 6. Bằng sáng chế đã được công bố chính thức vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Tất nhiên không có gì đảm bảo rằng thiết bị như trong bằng sáng chế này sẽ được Samsung đưa vào sản xuất hàng loạt. Trên thực tế, nhiều bằng sáng chế không bao giờ được hiện thực hóa thành sản phẩm.